Xin chào bà con cô bác nha. Hôm nay mình đến thăm hai ông bà cụ. Hôm lúc trước mình cũng có vô thăm rồi. Vô ra sao luôn chú Tám ơi. Hôm... À, ông bà cụ này thì ông cụ bị cục chân, với lại nuôi người vợ bị tâm thần. Nay mình đem quà đến cho ông cụ. Ông anh luôn. Thầy còn ngủ hay gì đó. Ông anh ơi. Ôi. Tới rồi ông ơi. Gửi quà rồi cho ông nè. Sao ông sao ạ? À? Sao mà nằm chậm hả? Ông bệnh hả? Nữa. Rồi xong bệnh luôn. Rồi. Hai ba hàng. Té gãy cái giò. Té gãy giò rồi Giỡ. hả? Quẹt cái giỏ nó cho chặt cái giò nó gãy. Rồi Mất thôi. trời ơi chết không. Rồi cái là cái giò còn lại của ông đó phải không? Trời ơi, có hai Trời cái rồi ơi, thêm cái chết rồi bây giờ rồi. thêm cái nữa. Cái giò kia cũng yếu xìu à. Không có giò kia đeo được không? Mệt. Chia đi đâu được không? Rồi sao ông có băng thuốc hay có làm gì không? Có ấy thuốc rồi. Băng thuốc rồi hả? Đâu ông dở ra con coi thử Giò gãy rồi. coi. Trời ơi. Vậy chứ, giật giấy mà mới ta. Chân Trời ơi, bị quẹo cái chân rồi. rồi sao mà đi Ông cụ chỉ còn một cái chân này thôi đó. Giờ bị quẹo luôn rồi. Tại vì trời cái ơi, xương chính của ông là bị gãy rồi, chỉ còn hai cái ống phụ thôi mà giờ gãy luôn, quẹo luôn. Bây giờ ông còn nhức không? Chết không. không ai Rồi nói giờ gì. cháu của ông đâu rồi? Trời ơi, sáng hôm qua nó đi ngoài nó bỏ nó đói, tôi ba ra chiều không chắc rồi sáng đâu. Bỏ đói không hả? Đâu có đâu Nó đi nấu mặn. ba cái đồ ăn đi mần, rồi giờ nó đi nữa rồi. Nó làm đâu mà sáng biểu nó nấu cơm giùm có để đó mà nó đi nữa rồi. Rồi bây giờ ông yếu luôn rồi sao bà tính sao? Rồi sao bà cũng yếu luôn, tôi biết sao giờ. Trời trời trời. Bây giờ ông muốn vô trong chùa kia, chùa Viện Dưỡng Lão không? Hả? Viện Dưỡng Lão. Chỗ đó người ta lo cho ông hết luôn. Lo trần, ỉa đái tắm rửa gì ta lo trần. Thôi rồi yếu quá, tôi ở nhà mẹ, chết chết nhà quá. Là sao Nó chết chết ở nhà mẹ rồi. Trời ở Ở đâu cũng nhà. vậy Ở trong kia là trong chùa người ta có tụng kinh chứ. nữa. Mà người ta thờ Phật rồi mình lại niệm Phật rồi nữa. Với bà nhỏ tôi yếu quá, bà ỉa chay nó dầm bà ấy Thì chứ. có Nhưng người mà lo. trong trong chùa người ta lo hết luôn. Tại vì trong chùa cũng có những người mà lớn tuổi mà nhiều khi tình trạng sức khỏe còn tệ hơn bà nữa, nhưng người ta vẫn chăm sóc. Có muốn trong chùa không chứ bây giờ đâu có ai chăm sóc không bà đâu. Thì có anh trao đổi. Ở Họ cứ đi miết rồi ở nhà sao? Thằng con không đâu. Thằng con thì con nuôi. Trời Nó đi nó làm thôi Sài Gòn. Cháu nội mà nghe cháu nội nuôi nữa hả? Dạ. Trời ơi. Giờ Nó mua bánh mì để ổng nè. Bữa trước con vô thấy ông còn khỏe, bây giờ ông ghiệu luôn rồi. Tôi là bảy mấy tuổi rồi. Dạ. 73 tuổi Bây giờ ông suy nghĩ đi, ông có muốn vô chùa không? Con giúp cho ông vô trong đó để ông khỏe. Chứ rồi. giờ đất đất ở đây cũng phải đâu phải là đất của ông đâu mà ông giữ. Ở đây cũng trả người ta. Phải như đất của ông đâu mà ông giữ. Thì bởi vậy con gái người ta mà điều tôi ở đó đi thôi. Bởi vậy là ở đây không ai nuôi Mà ở đây không ai chăm cho ông, lỡ như gió bây giờ gió mấy giờ sắp tới mùa gió bắc nữa, bệnh nữa. Không ai lo. Tới nhưng mà bây giờ ông vô đó là người ta chăm cho ông kỹ lắm, tại người ta cũng làm từ thiện trong chùa không mà người ta làm kỹ lắm, với lại trong đó có nhiều người vui hơn ở đây buồn hiu à. Nhiều người lắm mà ở phòng sạch sẽ niệm Ta vô sạch đó sẽ đàng đàng hoàng hoàng. chứ đâu đâu ở chỗ ở tốt lắm. Thì ông muốn vô thì con giúp ông vô trong đó. Mà có nội nổi bá không có tim đi. Bây giờ ông không đi được, bà bị vậy à, bây giờ ông vô trong chùa thì người ta lo cho ông nhiều. Luôn qua bên Mà bây giờ ông như vậy thì lỡ bệnh bên hoạn này ăn kia. còn nữa sẽ còn mấy đâu Trời ơi, tội nghiệp ông. Tại vì bữa trước con thấy ông khỏe, giờ ông yếu luôn rồi. à, tôi bệnh lâu rồi, tôi bệnh phao tử mấy chục năm nay rồi, mấy chục năm rồi. Giờ mà không có đúng giờ phải không? Có bị đó là chân dịch đó, nó nói nhất là nó bệnh phao tử được mấy chục năm ta. nay rồi. Nó cứ bệnh tới mà lưu hoài ăn uống sao nặng lắm. Nó cứ cho tôi bệnh dưỡng ở nhà bữa vài bữa đi rồi. Sao tính như vậy mà có chồng rồi. Giờ ông không biết thấy ông gì cũng giống như quá trời tệ luôn, giờ sao biết sao giờ giúp ông.
Dạ. Lấy con nằm thế nhà đi, mệt quá trời mệt quá. Vợ tôi nó yếu vậy, đái tuần lên bỏ sang nó đóng tôi. Cái lòng tôi mệt quá trời quá đất. Giờ đi ghé, giờ chịu vô chùa đi ông ơi, vô chổng phá ghe à. Tao lo cho ông hết trơn luôn á. Có người lo. Mà vô chổng có bạn vui luôn. Chứ bây giờ giả sử như đất đây là đất của ông á thì ông còn ở đây em giữ, chứ giờ đất này đâu phải ông đâu. Mà ông giữ. Là giờ đất của ông giờ ông giữ cũng không được. Trời ơi giữ cái gì chứ ơi, trời ơi nó mệt chứ ở đây chết trái chứ giữ cái đất cái rác rồi nó giờ còn gì bây giờ. Ở chùa đó có chết đi nữa ta cũng lo đầy đủ luôn. Gì là Phật cái tăng bây giờ mua mà chết cái ấy. Ta thanh thản chứ đâu có còn sống làm cái giống gì đó mà. Đấy vậy. Mệt. Mà đấy thì có. Để ý nói ông ở đó có người lo. Nó nhẹ một chút. Thuốc men người ta băng bó, thuốc men rồi đầy đủ luôn. Quá. Giờ còn có một chân mà gãy luôn à. Có một chân mà loại nữa rồi. Chống như vậy nó chợt nó giật nó té nó ngồi xuống cái nó chặt cái bên cái. Ủa mà mấy bữa nay mưa trong nhà không có bị giọt không? Hả? À, không, không có. Dạ. Nó nảy rồi. Dạ. Dạ nó dở cái vỏ cái nó ỉa cá xay nó dầm trong nhà rồi. Dạ. Rồi xin chào bà con cô bác nha. Thì ông cụ mấy bữa trước mình vô thì mình thấy ông cụ còn khỏe. Hay là ông cụ bị mất một chân rồi, bây giờ còn một chân kia yếu nhưng mà hôm nay đi trượt té lại nằm một chỗ, giờ cũng không ai chăm sóc bà cụ. Bà cụ bên đây thì bị bệnh về cái vấn đề đầu óc, về thần kinh này kia đó, cũng không có tự chăm sóc cho mình được. Hằng ngày là nhà ông chăm sóc nhưng mà hôm nay thì ông bị nằm một chỗ luôn. Giờ hai ông bà mỗi ai cũng nằm xuống chân, người gốc nằm trong góc nhà vậy đó. Giờ cũng không có ai chăm, có một người cháu nội nuôi nhưng mà cứ đi miết vậy, đâu có ở nhà chăm ông bà đâu. Đây là vợ của ông, bà cụ ngủ đây, đây thì bà cụ cũng bị tâm thần á nên là không có tự chăm sóc mình được. Bà nhớ con không? Không. Bà cha bây giờ ông cụ bị té rồi bà có qua chăm ông không? Có chừng ông lo ông. Dạ. Bà có bò qua không? Có bò. Bò qua búp vò ông nghe. Tội nghiệp bà quá trời. Trời. Này là nhà của ông cụ, mà nhà này cũng là đang ở đậu chứ không phải là nhà của đất của ông nữa, nhà cũng không phải của ông luôn. Chúng bà thì bị tâm thần rất là lâu rồi, đâu không có tự chăm mình được, tự chăm mình cũng không được luôn. Mà bây giờ ông cụ bị vậy thua luôn. Đó, ta. Giờ chỉ có còn cách vô trong viện dưỡng lão thôi. Đúng rồi, là đó được thôi à. Ở đó thì có người ta chăm sóc. Ta cử người ở chăm sóc, tắm rửa rồi ai múc ăn không được người ta đút. Dạ. Yeah. Tôi ở đây tôi đồng tôi chết ai được. Nó ngặt nó không có chết. Nó đau khổ chứ nó. Nhưng mà đang ông bị đang hành hạ ông với ông ấy được. Bây giờ con giúp cho ông bớt khổ mà ông không chịu. Ôi, giờ tôi nằm ở đây nó quen rồi. Chú không biết con tối thì tôi lết nó, tôi đái nó. Để đi làm mất công tậu lỗ thêm ba thêm có phiền nào đó. Không có phiền đâu chú ơi, à, ông ơi. Cái số bạn mình nó vậy rồi tao không làm phiền nào ai. Tôi với vợ tôi sống đâu không được tháng à tháng đâu. Tôi giờ ăn uống đâu được, ăn miếng à con bữa chừng chán hơi chán con bữa giờ không ăn. Trời đất ơi. Con bao tử. Rồi hôm qua đi ấy ba luộc ba cái sáng đó luộc mấy con cội đi chống lên cái cây giáng nó chợt cái nó gặt tôi ngồi xuống nóng củ nó giặt cái giò cái gì nó đau tôi nằm á mấy người đại này nó mắc cháu nội sáng nó đi chợ nó đi mua đồ vậy nó cầu tương rồi nó kho ngoài ông nội với bà nội ăn nó mệt quá à thôi má nó kho ăn cái mì ăn khổ quá trời luôn ông ơi. Vô trong kia đỡ hơn mà ông không chịu đi. Ở bên kia đỡ hơn nhiều. Thầy ơi. Ngon hơn nhiều nó ngon hơn. Thì ông bái đi thì
nó yếu. Đêm thứ hai đó bà xã tôi bà bị tim, bà cao huyết áp, tim lâu, chú bà chở xe đi chú Hiếu bà cũng chết rồi, tôi cũng phải luôn, nó không có tài, khổ sở. Ở trong đó ta thuốc men đầy đủ luôn. Đã thuốc men mà con nói với ở tôi nói với ông rồi nè, bị tim lâu hoặc bị bả bị tim, dạ. Ở bị tim lâu, bả bà bây giờ mà tay nồi vẽ bả kéo hồi bả cũng xanh bạc, bả nằm ra là bả mệt, để bả bị người ấy 18 năm nay rồi, nữ ra bả bây giờ mà chở đi xe bả điên khúc là bả ngủm, là tôi cũng mất công rồi làm mất công tốt phiền là có quát mô ai như là Phật, tôi không làm Phật. Cháu về đây hả con? Dạ. Con là cháu nội hả? Dạ. Ồ, để chăm cho ông kỹ chứ giờ sao rồi. Giờ con... hỏi hỏi ông cụ có muốn vô nhà gì viện lão không? Tôi giờ ông nội vô viện lão không, mà có người chăm sóc và có thuốc men đồ. Chú Tám với chú Toàn có mua quà đem về cho ổng mình, và ổng về ăn uống gì nổi nữa. Trời, thấy ông bữa trước còn khỏe, nay quá trời. Cháu này bữa học thấy gì có thấy. Dạ đúng rồi, bữa trước con có lợi thăm ông rồi. Và nàng lục miền Trung 13 xã. Là như một thị trấn huyện có quyện Lấp Vò mình á. Là mình đóng tiểu phẩm, nhiễm tiểu phẩm, lấy tiền đó là mình ủng hộ cho ngoài miền Trung. Là bài mùng 7, 7 tây tháng 11 là tụi con là sẽ sản thi. Dạ. Ừ, cũng làm cũng chăm sóc cho ông cụ, cũng thăm ông nội bà nội nha con. Con đâu, con cũng không dám đi làm với công ty này, như là công ty làm sốt, con làm vòng vòng ở nhà coi có đi làm này nọ. Làm nhà cũng con nói với mình. Còn cha? Cha con thì đi làm trên phố, mẹ con bỏ con đi. Mẹ con bỏ con rồi luôn hả? Dạ, bỏ con hồi lớp 9. Trời thân. Mẹ con ở xứ ở đâu lận? Dạ có chồng ở trên Củ Chi. Ba con đi làm thì tới một năm, năm mới về lần. Có gửi tiền về không? Dạ, có khi không về. Dạ con nhà con cũng lắc đầu. Lắc đầu luôn rồi, tao này tao bó tay luôn chứ. Mà chói giò còn chấm cơm chứ tao hết đường rồi. Nói khổ gì đâu. Thối thần. Nhưng mà nhà hỏi ông cụ có muốn vô gì nhưng ở trong chùa không? Trong đó người ta chăm kỹ lắm. Ở trong người ta chăm sóc kỹ lưỡng lắm, hơn con nhiều lắm, không phải hơn là bị con mất đi công chuyện. Còn ở đó có phòng đàng hoàng, có nằm đàng hoàng, sạch sẽ, có người sáng trưa chiều tối gì có người chăm sóc hết trơn. À, ăn người nào ăn không được người ta đút nữa. Như vậy đó. Bởi vì trong chùa người ta tu đó, người ta thì con coi suy nghĩ kỹ đi, đặng đưa ông cụ bà. Rồi ông đỡ cái lúc mà đỡ. Gần cuối cuộc đời cho đỡ chút xíu. Nó khỏe trong cái cuối cuộc đời con chút. Chứ bây giờ con thấy đó, bây giờ nằm về đi rồi chịu giờ tới giờ chết thôi chứ cũng không có làm gì nữa được hết rồi. Chú Thám thấy biết là không còn cái gì nữa để mà lại làm miễn cưỡng hết á. Cái vô đó thì nó khỏe được cái cuộc sống trong cái thời gian còn mình còn lại. Còn nếu lỡ có qua đời người ta cũng lo đàng hoàng luôn. Có tụng kinh, có niệm Phật nữa. Gương đâu đó đàng hoàng luôn. Nếu mình có đất đem về chôn, còn không đất ta chôn đất chùa cũng được mà, là hoặc giả mình muốn thiêu người ta thiêu cho mình, có đầy đủ hết. Bây giờ người ta tu hành nhiều lắm rồi, ta không phải như hồi xưa nữa đâu coi. Khổ sở khi cô bác đi đó người ta cho đây kia đó cho tôi biết cái chú nói cho giờ mất vô gì mà đất có thì đâu có được quyền bán, bị tôi bằng má không bán bằng của tôi bán rồi, ông già cho ba con mấy tôi bán rồi. Rồi khi đầu này cho rồi kia nó cho sốc rồi bằng cháu nội tôi đi ra ở giữa bỏ đi. Giờ giữa cha không có, mẹ cũng không có rồi, không có tôi thân chết thật hết rồi, mình thân chết ra ai rồi lo đi bận nó ra nó chứ. Khổ quá khổ. Khiên mấy cái đó vô trời. Nói tôi biết thì cái chú tôi mà bác đừng có đặt tôi con anh xin rõ là con bác anh cho tôi thì xin rõ này cho nó cũng ra cho tôi cũng nhận thấy không có gì nó khổ hỏi cái đất kia không có được quyền bác của tôi bác là lo vợ con nó ta rồi tôi 17 con tóc năm của chú thơ vợ khỏi chú vợ đây tao học cho bác. Dạ. Học không được người bác. Con phải đưa, con đồng ý, ổng đồng ý, người ta rước cho. Bây giờ tôi khổ gì, tôi cũng có ai cho tôi xin pha cho tôi cũng xin. Cả ông đang ngồi sống, chồng sống. Tôi với vợ tôi ở đâu có đi bệnh viện thì đâu được. Giờ cắn vợ đâu ai sẽ đi, cháu nội cũng. Dạ. Thấy rồi cái đi,
mua gửi mua thuốc về của xí cho cái với tôi cũng mang ăn chú nhiều á, không mua như là vật mà chú nhiều à, kể ở đây hai chồng tôi ta đầu tay tôi thì cái chú vợ không biết là vợ có cháu nội kể nó không nghĩ cũng được, nó đã tôi với vợ đã khổ rồi lên cho nó làm khổ cho cô bác ra thấy như lạ tôi ấp được lạ quá ơi có với vợ tôi thiệt cái ông bãi nói với chú tôi nói mấy chú mà chú nách nó ra da là tới trước nó chết rồi, đừng có thấy đi lên trên xe luôn cọc đây là tới trước nó chết rồi. Nó bị tiêm lót là giả với đứt đó mà kéo ra nhiều khi nó mệt nó sần mặt cả chân nó thở không ra mới vừa nó đi nóng được nghiệp ông quá trời luôn xương sắp bị đau đây là cái chân của ông cụ con ơi, cái này là bị cục rồi, một cái chân là bị cục rồi nha. Còn cái chân hôm nay ở bên đây là yếu, mới bị gãy nữa. Bác sĩ đi khám đồng hồ của chị tôi nghiệp đây, ông đông được có đi. Ông đi ông té rồi, ai đu bá, tôi nói vậy sao không đi. Không đi ai đu bá vậy. Nào là tôi giặt không? Có ông Tết vợ, cái bị cô Luna gì đó, rồi công ty nó nghỉ đó. Rồi cháu mới vậy ra, tôi hậu hủy cũng có đó. Chú cũng cảm ơn chú với ai. Đi thì được, đi bỏ cháu đầu tôi nhà có mình rất to đó. Thở đâu có cô thân độc mã, đâu có anh em gì. Còn đưa ra với tôi không? Bị tôi để cái chú cái vào phát. Để cái chú thương là cái phần này của mình vợ thôi, còn cháu nội này dễ thảm, nó có chuyện này, này chuyện kia chuyện nọ chú ơi, không có gì, không có gì cho thiệt cái chú tôi không có tội lại, chắc hồi đó tôi thấy có thiệt rồi có rồi vô rồi sao cái chính quyền ta la cấm cấm mà thôi, rồi cái gì cái cũng lãnh lương này kia nọ cái cũng học lắm đấy, không có ai ta cho đó, không có gì, không có gì cái chú. Nói vậy chú vậy đi nói chúng mẹ tôi các ba chắc hai chồng khóc anh các bác bác nó đặt tôi trả lại lấy của ở đây tôi chết rồi tôi có mẹ muốn có linh nào có lập có ai tình sướng tôi có nói hả tao có chết mày trả đánh nằm gần ông đậu bà nội vì chứ già thì bỏ đi hai bạn được khóc hoài bỏ tôi nghe kêu ngồi ở đây hả hai đứa hủy nói vậy thôi. Vì hôm mặt nó thấy nó đau quá anh thương không? Nó thương nó thương nó thương nó thương nó thương nuôi người bảy hết. Dạ. Quá trời. Tôi sống còn sống thì tôi tở đi vậy chú chết ai lấy làm lòng trời ơi cái này cứ mở nó dễ khóc vậy nó ông nội qua đời chết cái con chết để cho ai đó đi vòng họ ta không nó đâu có ai đâu không có anh em gì hết chú thương còn ai không có chứ không có gian giống như gì ai cũng nói nó thiệt rồi bốn mươi mấy năm hồi trước á mà bệnh đó. Tôi về năm bị sốt năm 72 cái Hòa Bình tôi mới về em hai về ở đây nè về có đi thấy cả tạo đâu hấp mấy sáng rồi đình quá đó đi về rồi xong mới ở đây cái tôi mới cho bọn này một công vườn hai công ruộng ở bọn này nghèo khổ một chút nó nói mình này kia nợ vợ con cấp nước màu nước mắm này kia đó tùm lum la cho hai ông bà mới đều qua thằng nhỏ vô thằng con thằng cha mà nó mới mấy tuổi thì vô công ruộng ở trong cách giữa lộn nhắm á trong tới giờ đó rồi nó yếu đau rồi tôi mới ở trong vịnh nói 3-4 ngày tôi mới về bọn này đó có gì ở đã về thấy cái cục em thì tôi nói thấy thằng này không có về chừng này đó thọc đầu gì em bắt bây giờ thôi làm tôi cùng đi này kia nọ tôi mới cái việc của anh ấy tôi thôi vì cho ông lại giờ tao lộ mình cha nó bỏ mẹ nó bỏ rồi tôi bỏ nó nữa tao
mà lúc có con có cháu ông lẽ cha mẹ nó bỏ rồi mình học lỗi đi học lỗi bỏ rồi đó yeah. Bỏ nó hư tôi mới nói là ta học được nó còn tôi mới nói thôi con ơi còn là con sợ con hư hỏng con dán điện bộ đội đi đi bán như vụ về đó bằng cái mới giống vợ nó học lỗi đó giờ 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 hết một cái không còn đi chân chứ yeah. À, xin chào bà con cô bác nha. Hôm nay mình đến thăm ông cụ thì mình thấy là ông cụ sức khỏe đã yếu hơn hôm trước rất là nhiều luôn. Hôm nay mình quay lại để mình gửi sự hỗ trợ của chị Diệu Hoa ở nước ngoài cho ông cụ. Ông gửi cho mình 3 triệu. Thì mình mua 10 kg gạo, mình mua sữa bông với 2 lốc cá mồi với 4 hộp sữa. Với lại khô với tép khô, tôm khô với lại cá khô. Với lọc sữa thì với một cái này là một thùng cháo, còn cái này là một thùng mì. Tổng cộng cái phần mình mua là 1 triệu đồng, còn lại là bây giờ cái số tiền con gửi cho ông là số tiền của chị vừa qua là 2 triệu, con gửi cho ông 2 triệu. Tổng số là mua là hết triệu rồi, hết 1 triệu, 3 triệu. Ngoài ra thì chị vừa qua có cho mình 200 ngàn, nhưng mà thôi bây giờ con gửi tặng cho ông luôn đi 200 ngàn. Tổng cộng chị vừa qua giúp đỡ cho ông cụ là 3 triệu 200 ngàn đồng. Tại vì em mua, chị dặn em mua tôm khô với lại cá khô nhiều, nhưng mà em mua vừa đủ thôi, tại ông cụ thứ nhất là không có thiết bị bảo quản như tủ lạnh thì nó sẽ mau hư, với lại ông cụ bây giờ cũng ăn mấy cái này cũng rất là khó, lâu cho nên nó sẽ hư, cho nên con mua em mua vừa phải, em để dành tiền mua mấy cái thứ khác như là xì bông giặt đồ hay là cá hộp, như là mì, mua mấy cái kia. Rồi con gửi cho ông số tiền giúp, hy vọng là giúp đỡ cho ông được một đỡ một phần này. Nhưng mà còn cái cực khổ thì ông cái đau nhất trong người thì chắc là con không giúp được ông, tự chịu rồi. Rồi xin thay mặt cho ông cụ cảm ơn chị Diệu Hoa rất là nhiều. Chúc cho chị được nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Ông có giữ tiền được không? Dạ, gì gửi cho cháu của ông đi rồi cái gì lấy tiền mua đồ cho ông. Dạ không cái đó đặng cho ông luôn á. Dạ ông khổ hơn con mà, khi nào ông sung sướng thì ông tặng lại cho con. Rồi vậy thôi, bây giờ thôi thì con về luôn ông ơi. Tôi cũng thay mặt cho chủ gia đình chúc cô Diệu Hoa được nhiều sức khỏe, được làm ăn phấn chấn trong cuộc sống rất tốt đẹp, bằng có những gì đã ủng hộ tụi tôi đi giúp đồng bào đau khổ. Tôi cũng thành thật cảm ơn cô Diệu Hoa. Tôi chỉ bấy nhiêu lời thôi chứ tôi cũng không biết nói gì hơn. Nó thấy lại thấy mấy hoàn cảnh này đau lòng, tôi né hoài tôi không dám vô nhiều, thấy chịu không nổi. Thôi cảm ơn cô Diệu Hoa nhiều. Thôi con đi luôn ông ơi. Thôi tôi đi luôn ông anh. Dạ. Thôi em đi luôn nha chị. Ráng niệm Phật nha. Dạ.